Theo đó, lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành kiểm tra và bắt quả tang cơ sở thu mua tôm nguyên liệu do ông Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1993, ngụ xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu làm chủ, đang tổ chức cho công nhân bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ trên 40 kg tôm nguyên liệu có chứa tạp chất, 50 kg tạp chất agar và một số tang vật khác có liên quan. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra xử lý.